Nhằm kết nối việc làm cho lao động thất nghiệp, lao động yếu thế, sáng nay Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2023. Nhờ có sự thay đổi trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền trước khi tổ chức, nên phiên giao dịch thu hút khá đông người lao động tham gia tìm kiếm việc làm. Điều đó cũng cho thấy nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động thời điểm này khá lớn. Hơn 900 người đã tham gia tư vấn tìm kiếm việc làm tại phiên giao dịch đầu tiên trong năm 2023, chủ yếu là lao động trên địa bàn phường Thắng Nhất và một số phường lân cận tại thành phố Vũng Tàu. Trong số này, có rất nhiều lao động từ 45 đến trên 60 tuổi đến đây với mong muốn tìm kiếm việc làm phổ thông. Bản thân tôi thì cũng hiện tại cũng đi giúp việc trông em bé, nhưng mà tới đây thì cháu nó lớn rồi, nó gần 2 tuổi thì nó lại đi học theo trường mầm non, nên là cô cũng muốn đến đây để tìm một cái công việc giúp việc phù hợp với sức khỏe của mình để cải thiện cuộc sống gia đình. Cách đây 3 năm rồi là tôi đi phụ điện nước đó. Nhưng mà công việc là đều lắm, mà từ hồi dịch trở về đây tới giờ là bị thất nghiệp, công việc thì ít, thành ra cái sinh hoạt trong gia đình nó không được ổn định đó. Bây giờ tôi vô đây xin tìm việc làm. Tôi đến là có hai cái nội dung, một là tìm cho bản thân tôi, cái thứ hai là thông qua cái này một số cái gian hàng đấy, cái cơ sở nào mà phù hợp với bà con ở địa phương thì tôi về tôi dùng cái buổi họp này, cái công việc ở đây tôi lan tỏa cho bà con. Có 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tham gia phiên giao dịch này với nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sắc đẹp, cơ khí, viễn thông, giáo dục. Trong đó có đến 60% nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông. Mức lương đối với các vị trí lao động phổ thông phổ biến từ 5,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng một tháng. Lao động có tay nghề từ 12 đến 20 triệu đồng một tháng. Còn một số ngành nghề đặc thù có mức lương cao hơn. Để phiên giao dịch việc làm diễn ra hiệu quả, trước đó Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã khảo sát phối hợp chặt chẽ với địa phương, lựa chọn nơi tổ chức có nhu cầu việc làm lớn và triển khai công tác tuyên truyền đến người lao động. Ngoài cái vấn đề là tuyên truyền qua cơ quan báo đài, rồi qua trang web, Zalo, mạng xã hội v.v. thì trung tâm cũng đã phối hợp với lại địa phương của Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất để mà triển khai đến các cái khu phố, các cái tổ bằng hình thức là năm nay thì nó có cái hình thức mới, đó là qua các cái trang mạng xã hội, nhất là cái Zalo. Ở địa phương họ có cái hệ thống về cái nhóm Zalo từ trên xuống dưới, thì khi triển khai thì nó sẽ đi đến từng cái địa bàn cơ sở, cho nên là cái thông tin nó đến được với nhiều người dân hơn. Thì tôi thấy ngày hôm nay thì bên mình tổ chức rất là tốt hơn ở những cái địa điểm khác. Tại vì Vũng Tàu cũng là thành phố du lịch thì nó cũng đang phù hợp với cái ngành nghề mà chúng tôi đang tuyển. Thì cho nên chúng tôi về đây để mà tuyển cái nguồn lao động như thế này lên Hồ Chí Minh để mà làm việc. Mình cũng hy vọng là sẽ tổ chức được nhiều cái lần giao dịch như vậy để bên công tạo điều kiện cho bên công ty cũng có cơ hội tiếp cận với các ứng viên nhiều hơn. Kết thúc phiên giao dịch việc làm, có hơn 350 lao động được phỏng vấn trực tiếp và hơn 200 lao động được doanh nghiệp hẹn phỏng vấn. Từ nay đến cuối năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, tổ chức thêm 3 phiên giao dịch việc làm trực tiếp, 4 phiên trực tuyến và 1 ngày hội việc làm. Đây là cầu nối giúp người lao động tiếp cận với các doanh nghiệp để tìm được công việc phù hợp, còn các doanh nghiệp tìm được nguồn lực đáp ứng nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.